Thời gian qua, các cấp ngành và địa phương, nhất là lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh các loại tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong đó lực lượng chức năng đã điều tra khám phá án được 55 vụ, đồng thời bắt 44 vụ tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 180.000 bao thuốc lá ngoại, hơn 10 tấn đường, cùng nhiều loại hàng quá khác Riêng về ma túy, lực lượng đã bắt 12 vụ, 15 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh mở cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ Tết và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tình báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.